Xin chào các bạn, hôm nay Trang Sức Em Và Tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm dây chuyền vàng trắng yêu thương. Dây chuyền vàng trắng yêu thương 10K nhập khẩu Hàn Quốc bền đẹp, chất lượng. Sản phẩm với thiết kế độc đáo, tỉ mỉ, mang lại cho phái đẹp sự thanh lịch, thời trang và cá tính riêng. Dây chuyền liền mặt luôn là trang sức được các quý cô đặc biệt ưa chuộng. Vì vậy, đây là món quà đặc biệt ý nghĩa cho người yêu thương. Dây chuyền vàng Tây thương hiệu uy tín, chất lượng đảm bảo, quý khách vui lòng gọi đến 0913 95 15 35 hoặc nhắn tin Zalo để được tư vấn mua hàng. Em và tôi thiết kế và chế tác trang sức 3D theo yêu cầu, giao hàng toàn quốc, thanh toán an toàn. Quý khách có thể mua trực tuyến tại website trangsucvn.com hoặc các cửa hàng gần nhất. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.